Ok, bắt đầu thôi. Xin chào tất cả mọi người đã trở lại với Xì Phố Review trong chuyên mục tối nay có gì nha mọi người. Thì cái nhân vật chính của tập hôm nay của chúng ta chính là con xe Beverly S400. Nhưng mà hôm nay cái điều thú vị hơn đó là chúng ta sẽ nói về những cái thông tin rò rỉ được cho rằng là con xe này sẽ có mặt tại Việt Nam vào thời điểm cuối năm nay. Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng bắt đầu. Ngược về cái dòng thời gian vào những tháng cuối của năm 2021, ở trong những cái hội nhóm kín không mọi người, thì rục rịch cái thông tin là cái mẫu Beverly S400 á, nó sẽ được về thị trường Việt Nam dưới hình thức là nhập khẩu chính hãng của Piaggio Việt Nam nha các bạn. Tuy nhiên sau đó một thời gian thì những cái thông tin này cũng không có cái gì gọi là để xác thực, để xác minh cho nó chắc chắn hết mọi người, cũng là cái tin đồn thôi. Thì sau đó một thời gian thì có một cái thông tin khác, đó là cái kế hoạch là coi như là cái kế hoạch phá sản nha mọi người, với là nó sẽ không về nữa. Tại vì là một số ý kiến cho rằng là nếu mà nhập về Việt Nam thì cái giá thành nhập với Grab trong nước thì chắc chắn nhập các bạn sẽ phải chi một cái mức giá cao hơn. Mà nếu mà chi giá cao hơn thì rất khó cạnh tranh với mẫu Honda SH350. Đó là cái lý do mà cái tin đồn về Beverly S400 nó cũng ngưng tại đó. Và mọi người cho rằng là nó không có về nữa. Vào thời điểm sau Tết, chúng ta lại bắt đầu thấy một cái làn sóng của những cái tin đồn thứ hai. Và mọi người lại bắt đầu những cái admin của những cái hội nhóm thì người ta lại bắt đầu tung ra những cái thông tin là việc con xe này sẽ là về Việt Nam trong năm nay. Bản thân mình với những cái tin đồn như vậy á, nó sẽ không có trở nên thú vị cho đến khi chúng ta có những cái bằng chứng xác thực. Và trong video ngày hôm nay mình đã tìm ra hai cái bằng chứng tạm gọi là nó có thể xác thực cho cái tin đồn là con xe này có thể về Việt Nam cuối năm nay. Và đó là lý do mình làm cái tập này luôn ha mọi người. Thì cái đầu tiên mà chúng ta có thể thấy đó là một cái bài đăng của bạn Định Nguyễn trong một cái group. Thì bạn chụp vào hai cái mã đăng kiểm, thì bạn cho rằng là chúng ta thấy được theo như cái hình đưa ra đó các bạn, thì chúng ta thấy rằng là Piaggio Việt Nam đó, doanh nghiệp nhập khẩu công ty trách nhiệm hữu hạn Piaggio Việt Nam, thì họ đã đăng kiểm hai cái mã. Một trong hai cái mã này là một con MB3, là con xe ba bánh đó mọi người, và một cái mã còn lại là con Beverly với động cơ, là cái mã động cơ là 400 HPE nha mọi người. Đó thì chúng ta đã xuất hiện một cái hình ảnh rò rỉ, mình gọi là cái paperwork, nghĩa là cái thủ tục nhập khẩu, và hãng đã đăng kiểm hai con xe, hai cái mã xe này, có nghĩa là họ đã có kế hoạch hoặc là đã luôn rồi nha mọi người, là nhập khẩu hai con xe này về rồi. Thì cái bài này nó xuất hiện vào khoảng tháng 3. Đó, cái thời điểm mà cái bài đăng kiểm này nó xuất hiện là vào khoảng tháng 3. Thì cũng vào thời điểm tháng 3 thì chúng ta thấy rằng là có một cái bức hình khác, thì mình cũng để lên trên cái màn hình của mình ở đây luôn cho mọi người xem. Trong cái bức hình này thì bạn này cho rằng là bạn đã chụp cái bức hình này là ở Việt Nam nha mọi người. Và trong đây là một cái xe tải nó đang chuyên chở những cái xe khác. Thì chúng ta thấy đập vô mắt chúng ta là cái con xe ba bánh, là con MP3, là một trong hai cái mã lúc nãy là con này nha mọi người. Thì nếu mọi người soi kỹ, mọi người nhìn vào góc bên phải, mọi người sẽ thấy là một con xe nó màu cam cam, giống như cái hình lúc trước mình cho các bạn xem đó. Đó chính là nó, Beverly S400, mọi người không thể sai vào đâu được. Thì như vậy thì chúng ta đã thấy được là chúng ta có hai cái bằng chứng để cho thấy rằng con xe này nó đã có mặt tại Việt Nam nha mọi người. Tuy nhiên là những cái tin đồn như vậy thì chúng ta chỉ có khả năng xác suất là có hay không thôi, chứ cũng không ai dám khẳng định là nó xảy ra hết. Cho nên là nếu nó xảy ra thì coi như là fan của chúng ta sẽ có rất là nhiều điều thú vị ha mọi người. Còn nếu như mà không xảy ra thì cũng hơi tiếc ha mọi người ha. Thì sẵn đây thì mình cũng có làm một cái video ở tập 1 của chuyên mục tối nay có gì. Thì mình đã làm một cái video reaction, nghĩa là mình xem và bàn luận chia sẻ cảm xúc của mình về con xe Beverly S400 này, là cái video khui thùng đó mọi người. Thì mình sẽ để cái link ở lại ở đâu đây trên góc này ha mọi người. Thì mọi người có thể là vào đó để xem lại. Bây giờ chúng ta sẽ điểm nhanh qua cái phần thông số kỹ thuật của con xe Beverly này ha mọi người. Ở thế hệ này thì Piaggio Beverly có một khối động cơ là khối động cơ cylinder 4 kỳ 399cc. Khối động cơ này sẽ cho ra cái sức kéo tương đương với 38.0 N/m tại 5.500 vòng trên phút. Ngoài ra thì cái công suất của nó sẽ là khoảng 35.0 mã lực nha mọi người. Chiều dài tổng thể của xe thì sẽ rơi vào là 2.190mm tương đương với 86.2 inch. Chiều rộng của xe sẽ tương đương với lại là 780mm tương đương với lại là 30.7 inch nha mọi người.
Chiều cao yên sẽ là khá lý tưởng khi nó rơi vào mức là 790mm, tương đương với 31.1 inch. Trọng lượng khô của xe sẽ rơi vào mức là 177kg. Thì sau khi mà soi về cái phần thông số kỹ thuật sơ của con xe sơ lược đó, thì mình cũng xin chia sẻ một số cái thông tin mà mình cảm thấy là nó có sức ấn tượng với mình. Trên cái dòng Beverly á, nó còn có cả cái dòng Beverly 300 nữa. Nhưng mà mình nghĩ lý do mà Piaggio Việt Nam nếu như họ không nhập con Beverly 300 á, là vì là người ta muốn cạnh tranh được với con SH350i, thì cái cục động cơ nó nên lớn hơn, cho nên là người ta đem hẳn về con 400 luôn nha mọi người. Thì ở đây mình cũng xin so sánh thêm để cho mọi người có một cái nhìn tổng quan, đó là về cái phần mã lực á, thì cái con Piaggio Beverly 400 này nó sẽ hơn con Piaggio Beverly 10 mã lực nha mọi người. Với cái hơn cái 10 mã lực này á, thì theo những gì mình tìm hiểu được thì cái vận tốc tối đa, gọi là cái top speed của nó nha mọi người, là sẽ đạt được ở ngưỡng là lớn hơn 150 km/h nha mọi người. Và cái top speed mà để cho cái cục động cơ nó vẫn hoạt động mượt mà và êm ái thì nó sẽ đạt được ở ngưỡng là 120 km/h. Thì ở nước ngoài cái con Beverly này nó được định vị là City Focus, nghĩa là nó định vị vào phân khúc thành thị. Nhưng mà với đường xá ở Việt Nam thì mình nghĩ rằng là chắc là phải đem đi liên tỉnh, đi xa thì cái cung đường nó mới thỏa được cái cục động cơ này ha mọi người. Còn một cái thông tin nữa mà mình có nghiên cứu và tìm được thì rất là thú vị là nhà sản xuất định vị Beverly này là phân khúc crossover. Nếu bạn nào có xem xe hơi thì mọi người thường biết là mấy con mà được định vị là crossover thì thường là sẽ là gầm cao, máy mạnh và cái bánh lớn đó. Thì lý do mà hãng định vị như vậy á, mình nghĩ rằng là để cho có sự khác biệt giữa Beverly S và cái dòng Beverly á, và con Vespa động cơ HPE á mọi người, con 300 phân khối đó. Với con Vespa thì cái cục động cơ nó được bố trí thấp hơn thì nó sẽ phục vụ cái cung đường đẹp đó, cái chính của nó là như vậy. Còn họ định vị con Beverly này ở phân khúc crossover để cho nó có sự khác biệt với con Vespa, để mà ngoài việc đáp ứng những cái cung đường đẹp và cung đường dài thì mình nghĩ rằng là con Beverly này nó có thể là đi những cái cung đường xấu, có nghĩa là phức tạp hơn xíu, nhưng mà nó vẫn không phải là một con xe mà các bạn có thể đem đi across đường đâu ha. Ngoài ra thì mình sẽ tổng kết lại một điểm nữa về cái điểm đặc trưng của con Beverly này, đó là nếu mà cái giá tiền về Việt Nam á thì mình nghĩ rằng nó cũng sẽ là khá cao. Chắc chắn là chắc mình nghĩ là theo mình dự đoán, nếu mà nhập về lạng quạng là gần 200 triệu là may mắn các bạn, có thể là hơn đó, và có thể là hơn rất nhiều nữa, thì chúng ta hãy chờ xem như thế nào. Tuy nhiên là với cái giá tiền như vậy và với một con xe như vậy, lại một lần nữa trên kênh mình rất là quan tâm nó có đáng tiền hay không. Thì theo như những cái gì mà mình nghiên cứu được, nắm bắt được thông tin về con xe này á, thì rất là nhiều cái người chơi xe trên toàn thế giới người ta đã trải nghiệm và người ta đúc kết lại con xe này với hai cái từ, đó là cái feeling, cái cảm giác lái đó, người ta đúc kết lại đó là stable và secure. Nếu mọi người biết là stable đó là cái sự chắc chắn và cái secure là cảm giác an toàn. Và như mọi người xem kênh mọi người biết, mình là một cái người rất là gọi là quan trọng cái yếu tố lái như thế này. Ok mọi người, như vậy thì video này mình nghĩ rằng cũng là tới đây có là đủ rồi. Như vậy là nãy giờ chúng ta đã cùng đi qua những cái proof, những cái bằng chứng về việc con xe này có thể là về Việt Nam vào cuối năm nay. Nhưng mà nói chung những cái tin đồn như vậy thì nó chỉ là cái để chúng ta có thể là chờ đợi và tham khảo thôi, chứ mình cũng không có dám chắc điều gì hết. Việc thứ hai là chúng ta cũng vừa điểm qua phần thông số và cũng như là những cái, một số cái điểm nhấn, một số cái ấn tượng của mình về con xe này. Thì những ai mà cũng quan tâm tới dòng xe này á, thì hy vọng là mọi người hãy để lại những cái comment ở phía bên dưới nha mọi người, để có thể là chia sẻ suy nghĩ của các bạn cũng như là những cái kiến thức của mọi người về cái dòng xe này, để cho những ai mà mới xem được cái video này vô tình á, thì cũng sẽ có được cái những cái nhận định đa chiều hơn về cái dòng xe này ha mọi người. Cảm ơn mọi người rất là nhiều. Và sắp tới có một cái dự án nữa, đó là mình sắp đem con xe Piaggio Medley của mình để đi Vũng Tàu. Thì đây sẽ là cái chặng đường dài nhất cho tới thời điểm hiện tại mình đi. Hiện giờ mỗi ngày mình đi á, là tổng thời gian đi làm của mình khoảng 40 cây, nhưng mà nó chưa phải là cái chặng đường dài. Thì lần này với cái chuyến đi Vũng Tàu, mình nghĩ rằng nó sẽ là cái chuyến đi đường dài đầu tiên của Piaggio Medley. Thì thông qua đó mình sẽ chia sẻ kỹ hơn cái suy nghĩ của mình khi mình đem em nó đi đường dài ha mọi người. Cũng như là tới thời điểm này mình đã chạy gần hơn 2.300 cây rồi, cũng là bảo trì lần 3.
thì mình sẽ cập nhật thêm cho mọi người về những cái ưu điểm và nhược điểm của PiezoMetaly. Ok mọi người, xin chào mọi người. Mọi người nhớ là hãy đăng ký kênh để giúp cho kênh Sifu Review nhanh chóng đạt được 1000 cái lượt subscribe, 1000 cái lượt đăng ký đầu tiên nha mọi người. Cảm ơn mọi người rất là nhiều. Hẹn gặp lại mọi người trong tập tiếp theo.